Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình với phần công bố kết quả. Đỗ Tùng Lâm, điểm của giám khảo chủ đề 9,75. Tổng điểm là 39,55. Đan Chi, điểm của giám khảo chủ đề dành cho bạn là 9,75. Tổng điểm 39,10. Hoàng Nhật Minh, điểm của giám khảo chủ đề điểm 10 tuyệt đối. Tổng điểm 39,80. Anh Đào, điểm của giám khảo chủ đề 9,50. Tổng điểm 38,60. Vũ Phương, điểm của giám khảo chủ đề ca sĩ Sơn Tuyền 9,75. Tổng điểm 39,10. Xuân Nghi, điểm của giám khảo chủ đề ca sĩ Sơn Tuyền dành cho bạn là 10 điểm. Điểm tổng của bạn là 38,85. Chúc mừng Hoàng Nhật Minh đã có số điểm cao nhất trong đêm nay. Ngay sau đây xin được mời lên sân khấu ca sĩ Sơn Tuyền trao giải nhất tuần cho ca sĩ Hoàng Nhật Minh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đêm thi thứ hai của Hãy Nghe Tôi Hát Mùa Thứ Tư đã khép lại tại đây. Xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Chess Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và tuần sau chúng ta sẽ đến với giám khảo chủ đề ca sĩ Mạnh Đình. Còn bây giờ, Nguyên Vũ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.